Xây dựng bác bỏ ý tưởng cho phép doanh nghiệp thí điểm xây căn hộ dưới 25m² của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Những công trình nhà ở trên các sông, kênh rạch mà nhà nước chưa di rời sẽ được phép tồn tại và sửa chữa là nội dung đáng chú ý trong dự thảo về việc quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh rạch và hồ công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện về phớt lờ giấy phép xây dựng vẫn là vấn đề nóng trong thời gian gần đây. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã đến với bản tin Điểu 24 giờ ngày hôm nay, mùng 8 tháng 4 năm 2017. Bên cạnh những tin chính chúng tôi vừa điểm qua thì chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị những thông tin khác liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đến Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh để bác bỏ ý tưởng cho phép doanh nghiệp thí điểm xây căn hộ dưới 25m². Bộ Xây dựng dẫn giải Thông tư 20/2016 quy định chỉ cho phép cá nhân xây nhà trọ để bán, cho thuê tối thiểu 10m² trên một căn hộ. Riêng doanh nghiệp phải xây dựng nhà ở xã hội từ 25m² và thực hiện theo dự án. Như vậy mới bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo đảm cho người dân có điều kiện sống tốt hơn. Vì vậy, Bộ Xây dựng cho rằng nếu cho phép xây dựng các căn hộ cho thuê dưới 25m² sẽ phá vỡ quy hoạch, giảm chất lượng sống. Thưa quý vị, những công trình nhà ở trên các sông, kênh rạch mà nhà nước chưa di rời sẽ được phép tồn tại và sửa chữa. Đây là một trong những nội dung đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân nghèo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khi Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành dự thảo mới về việc quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh rạch và hồ công cộng trên địa bàn, thay thế quyết định 150/2004 của Ủy ban Nhân dân thành phố sau 13 năm thực hiện. Theo các chuyên gia, những quy định này nếu được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ban hành sẽ tháo gỡ được rất nhiều khó khăn, vướng mắc cho người dân. Đối với các hộ đang có nhà ở trong hành lang bảo vệ các con sông, kênh, rạch có nguồn gốc và quá trình sử dụng trước ngày 24 tháng 6 năm 2004 mà không thuộc diện di rời cũng sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp phép xây dựng nhà ở. Thưa quý vị, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết tính đến hết tháng 2 năm nay, Hà Nội đã cấp sổ đỏ cho gần 1.300.000 thửa đất và hàng trăm nghìn căn nhà với các hình thức sở hữu khác nhau như nhà mặt đất, nhà chung cư, nhà sau chuyển đổi đất, nông nghiệp, v.v. Đạt tỷ lệ trên 80% yêu cầu. Riêng đối với những dự án chủ đầu tư có sai phạm nhưng người dân đã hoàn tất thủ tục tài chính thì thành phố sẽ tách bạch thành hai phần rõ ràng nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người mua nhà. Còn những sai phạm của chủ đầu tư sẽ được xử lý riêng. Nhưng nếu người dân cố tình mua bán tại các dự án sai phạm đã có kết luận thanh tra thì sẽ không được cấp giấy chứng nhận. Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý khác đó là Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa gửi văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường đề xuất sửa đổi một số điều trong Luật Đất đai 2013 theo hướng không ban hành khung giá đất. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, lâu nay việc tính giá đất đều do chính phủ ban hành và không phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương, đặc biệt là tại các thành phố lớn, bảng giá đất do chính quyền địa phương ban hành chỉ bằng 30-40% giá đất thực tế. Điều này cho thấy sự bất cập của chế định ban hành khung giá đất nên cần được xem xét sửa đổi cho phù hợp. Sau khi bản tin Điểu 24 giờ phản ánh thông tin của người dân về sự chậm tiến độ giao nhà gần một năm trời, cũng như là những sai phạm của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Tân Bình Apartment, thì mới đây đại diện đơn vị này cho biết thì cũng đã khắc phục xong những sai phạm và sắp bàn giao cho cư dân. Những căn hộ trong dự án này đáng lẽ đã phải hoàn thiện và có cư dân từ tháng 6 năm 2016. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn còn dang dở. Vì chủ đầu tư thi công sai với quyết định xây dựng trước đó, nên Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tạm đình chỉ thi công khiến dự án chậm tiến độ. Sau khi làm việc với lại các bên là nhà thầu xây dựng cũng như với các cơ quan chức năng, các cơ quan sở ban ngành về vấn đề là xây dựng tòa nhà cũng như là giấy phép thì là chúng tôi là dự kiến ngày 30 tháng 5 sẽ là bàn giao căn hộ này đến người dân để hỗ trợ cho người dân có thể đưa đồ vào đây, làm cái vấn đề về trang trí nội thất cho toàn căn hộ của mình và làm việc với sở xây dựng về vấn đề nghiệm thu và cho người dân vào sống. Thì dự kiến là đến 30 tháng 10 là sẽ hoàn thành hết tất cả các thủ tục để mà đón người dân vào đây ở một cách là hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật. Dự án chậm tiến độ đã đẩy nhiều gia đình mua căn hộ vào thế khó khi vừa phải trả lãi suất ngân hàng, vừa phải trả tiền thuê nhà hàng tháng. Về vấn đề này, đại diện chủ đầu tư cho biết
sẽ tiến hành bồi thường. Quá trình chúng tôi đã thương thảo với người dân thì chúng tôi có nói rằng là chúng tôi sẽ xem xét dựa trên cái hợp đồng của người dân để tính ra, để mà tính toán cũng như là làm các vấn đề là sẽ là chi trả cái số tiền bồi thường đó vào thời điểm sau khi là bàn giao căn hộ cho người dân, để cho hai bên, để vì hiện giờ chúng tôi đang rất là cần chi phí để có thể hoàn thiện sớm cái ngôi nhà này. Vâng, như vậy là ngày 30 tháng 10 năm nay là thời gian dự kiến mà chủ đầu tư này hứa sẽ bàn giao căn hộ cho các cư dân. Và chúng tôi hy vọng rằng là đây sẽ là thời gian dự kiến cuối cùng của chủ đầu tư này để niềm vui của những người dân đã mua nhà ở xã hội tại dự án này được trọn vẹn. Thưa quý vị, giấy phép xây dựng được xem là cánh cửa để chủ đầu tư có thể triển khai dự án. Tuy nhiên thực tế hiện nay thì không ít công trình vẫn được triển khai, thậm chí là giao bán rầm rộ trong khi dự án chưa được cấp phép. Phản ánh của nhóm phóng viên Đỗ 24 giờ. Dự án căn hộ thông minh, lợi ích tích hợp, cảnh quan đẹp đẽ, vị trí đắc địa, nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ là những mỹ từ mà chủ đầu tư dành cho một bãi đất trống thuộc dự án Oan 18 Long Biên, Hà Nội. Mặc dù dự án này chưa có giấy phép xây dựng, nhưng chủ đầu tư đã rầm rộ giao bán ầm ĩ khắp nơi. Còn mình bán là từ ngày 30 tháng 11, vâng, là chưa được 2 tháng. Vâng. Và những căn này là mình bán rồi hết, chỉ còn căn 3 phòng. Vâng. Đấy. Trên thực tế, không chỉ có dự án Oan 18 Long Biên mới có tình trạng chủ đầu tư đi trước một bước khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép mà đã giao bán hay xây dựng. Một trường hợp khác có thể kể đến, đó là dự án tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại C1 Pháp Vân, tự ý thi công móng dù chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép. Khi mà các cơ quan nhà nước phát hiện ra thì họ có thể dùng các mối quan hệ để đảm bảo cái dự án của mình vẫn được thi công xây dựng đầy đủ. Khi xây dựng, các chủ đầu tư có rất là nhiều vấn đề mà họ phải xem xét đến, tức là cái mục đích dự án đầu tư của họ không đúng theo quy định của luật xây dựng, hoặc là cái quy mô của họ cũng như các dự án, các chi tiết khi thiết kế cái dự án đấy không đảm bảo cái quy chuẩn mà nhà nước quy định, nên họ cố tình né tránh cái việc xây dựng đấy. Nhà dân mà chỉ cần đổ vật liệu thôi là nó đã đội xây dựng đến hỏi rồi, giấy phép đâu? Huống hồ lại nhà C18 rồi. Mà cái chuyện này là thực ra mà nói là nó vẫn cái màu sắc tham nhũng nó nằm ở đây rồi, lợi ích nhóm nó ở đây rồi. Và lỗi là lỗi chính quyền. Quay trở lại với dự án C1 Pháp Vân, mặc dù dự án đã bị cơ quan chức năng đình chỉ thi công, nhưng chẳng ai dám đảm bảo rằng chủ đầu tư không tiếp tục triển khai sau đó. Chế tài thì đã có, song áp dụng như thế nào để đạt hiệu quả thì lại là chuyện khác. Khi mà chính chủ đầu tư vẫn còn xem nhẹ, các cơ quan quản lý chưa thực sự quyết liệt, thì tình trạng xây dựng không phép vẫn còn diễn ra là điều dễ hiểu. Cũng liên quan đến việc xử lý các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng, thời gian qua Hà Nội đã tăng cường xử lý nghiêm những công trình vi phạm, đặc biệt là theo thông tin Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa công bố mới đây, thì có 18 vụ việc được đưa sang công an điều tra xử lý hình sự. Thưa quý vị, thời gian qua thị trường đất nền khá sôi động với nhiều dự án được mở bán. Tuy nhiên thì phân khúc này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng. Nhiều người đã bỏ ra một số tiền lớn nhưng sau nhiều năm đất thì chưa được bàn giao cho vướng mắc thủ tục. Còn nhà thì cũng vì thế mà không xây dựng. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Đỗ 24 giờ đã có cuộc trao đổi với luật sư Hà Huy Từ. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia tư vấn với khán giả Đỗ 24 giờ. Thưa ông, trong thời gian gần đây thì rất nhiều người đã bỏ tiền để mua đất nền những cái dự án vẫn còn đang dang dở, và nhiều người phản ánh đến chương trình là họ khá là bức xúc bởi vì là bỏ tiền ra mua những cái dự án đất nền như vậy, thế nhưng mà 10 năm rồi họ vẫn không thể xây dựng nhà trên lô đất mình đã mua do chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án và không bàn giao sổ đỏ như cam kết với khách hàng. Vậy thưa ông, trong trường hợp này người dân cần phải làm gì ạ? Điều quan trọng nhất là người dân phải tìm hiểu kỹ là nguyên nhân chậm tiến độ, chậm triển khai dự án là do đâu. Ví dụ có thể do khâu giải phóng mặt bằng, hoặc có thể là do năng lực của chủ đầu tư, năng lực về tài chính, hoặc là năng lực tổ chức thi công, hoặc là những năng lực khác mà chủ đầu tư không đáp ứng được. Đầu tiên chúng ta phải tìm được nguyên nhân của việc chậm trễ đấy là gì. Sau đấy thì người dân phải có các phương án giải quyết
Ví dụ nếu như do việc giải phóng mặt bằng chậm thì người dân phải làm đơn kiến nghị hoặc khiếu nại lên các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ và có trách nhiệm trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng. Còn nếu như lỗi là do năng lực của chủ đầu tư thì người dân phải kiến nghị hoặc khiếu nại chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng thỏa thuận với người dân. Vậy nếu như mà chủ đầu tư không cam kết như ban đầu với khách hàng thì họ có thể dùng cái đất của mình đã mua để bán đi và đầu tư chỗ khác được không thưa ông? Đầu tiên phải khẳng định rằng việc họ bán cái phần đất đấy trong dự án đầu tư xây dựng là không được phép, bởi vì theo quy định của luật đất đai, việc chuyển nhượng trong những trường hợp này thì người chuyển nhượng phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó nếu họ tự ý chuyển nhượng, đấy là hành vi không thực hiện đúng các quy định của luật đất đai và có thể bị xem xét xử lý theo nghị định số 102 năm 2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cho nên theo quan điểm của tôi, trong những trường hợp này người dân không nên chuyển nhượng bất động sản khi chưa có đủ điều kiện chuyển nhượng. Bởi vì nếu làm như vậy thì sẽ có những rủi ro về mặt pháp lý và sau này giải quyết hậu quả sẽ rất phức tạp, khó khăn và kéo dài. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Điệu 24 giờ ngày hôm nay. Hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0983838769. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình cũng xin được gửi về email dieu24h@vtc.gov.vn hoặc gửi thư về theo địa chỉ Ban biên tập chương trình Điệu 24 giờ, kênh VTC1, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.